Thiếu tá, anh nhất định phải tiếp tục sống. Chúng ta cần anh. Chị Như Ca, chúng ta làm sao cứu anh ấy? Nhỏ tiếng thôi. Đây là phòng bệnh, người không liên quan không được ra vào. Lẽ nào thầy Kitano quên cả những kiến thức cơ bản này rồi sao? Thầy đến nói chuyện với thiếu tá Cận. Yên tâm, cuộc đối thoại giữa chúng ta tuyệt đối có ích cho việc bình phục của cậu ta. Em đang chữa bệnh, thầy cũng đang chữa bệnh. Ông muốn nói gì tôi đều biết hết rồi, không cần tốn hơi sức đâu. Lẽ nào giữa chúng ta không tìm được một tiếng nói chung nào sao? Ông và tôi là kẻ thù không đội trời chung, có tiếng nói chung gì chứ? Chiến tranh ơi là chiến tranh, khiến người ta trở nên nhạy cảm và thô bạo. Thiếu tá Cận, chúng ta có thể bỏ qua chiến tranh, nói chuyện về những cây cầu, con sông ở Tô Châu, những con hẻm, những mái nhà cũ, rồi thuyền cá, mây thêu, đồ ăn, chơi đàn, bao gồm cả phụ nữ. Nói cái gì tôi cũng vui vẻ bầu bạn. Người Nhật đã hủy hoại Tô Châu của chúng tôi, đã hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Điều tốt đẹp nhất vẫn còn tồn tại. Ví dụ như em, bác sĩ tài năng Trần Như Ca, để cứu thiếu tá Cận, mười mấy tiếng đồng hồ không rời khỏi bàn phẫu thuật, cứu lấy cậu ấy từ ranh giới của cái chết. Đúng là một truyền kỳ. Thiếu tá Cận, cậu nói xem đúng không? Ân huệ mà đại tiểu thư dành cho tôi sẽ không bao giờ quên. Điều này có liên quan gì đến ông? Em ấy là học trò giỏi của tôi. Không có sự dạy dỗ của tôi, em ấy sao có thể cứu sống được cậu? Theo cái ý này, tôi cũng được coi là ân nhân cứu mạng của cậu. Tôi không muốn nghe hai người nói chuyện nữa. Bệnh nhân không thể bị làm phiền trong thời gian dài. Tôi bên ngoài đợi mấy người. Trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích lâu dài mà thôi. Thiếu tá, người thông minh không nói lời quá cự tuyệt, lúc nào cũng sẽ để lại đất diễn cho mình. Hơn nữa, không phải Tô Châu là nhà chung của chúng ta sao? Chúng ta nói chuyện về Tô Châu chắc vẫn được chứ, sao chúng ta lại không có tiếng nói chung được? Một tên xâm lược nói Tô Châu là nhà của hắn ta, đúng là trò hề thiên hạ mà. Kim Yu-tang,
我看你还是改名算了，你不如叫北野立文，啊？你不配姓朱，也不配跟我说话，滚一边去！口气还挺冲，你知道自己现在什么身份吗？金宇成，你不要！ Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tôi là một quân nhân. Phía Dư Hà và Hồ An đã có tin tức rồi. Là tin tốt đấy. Chú ngồi xuống rồi nói. Bọn họ cùng với bộ đội tiền trạm của ta cùng nhau tiến vào Giang Nam. Đánh cho quân Nhật một trận, diệt trừ được đội xe vận chuyển của Nhật. Cấp trên hạ lệnh thưởng cho tư lệnh viên Trần Nghị của chi đội 1. Còn đặc biệt viết một bài thơ chúc mừng thắng lợi này. Bác sĩ Từ, để tôi xem. Thơ hay. Vẫn là ra tiền tuyến đánh trận mới đã. Cậu đừng nói vậy. Cậu cũng đang trên chiến trường đó thôi. Hơn nữa cậu cũng đang chiến đấu. Tầm quan trọng so với việc ra chiến trường cũng không hề thua kém. Cô xem báo cáo chiến đấu này. Súng trường K98, súng liên trường MB43, súng máy MG34. Toàn là trang bị kiểu Đức. Quân Cộng sản bị bao vây nhiều năm như vậy, mà họ lấy đâu ra trang bị tốt như vậy? Có phải do Tưởng Giới Thạch chế tạo và phân phát? Tưởng đầu trọc đâu có thần kinh, sao có thể cung cấp cho đối thủ của mình trang thiết bị hạng một như vậy? Cũng không phải là đội chế tạo vũ khí Đức của anh ta. Đúng rồi, cô còn nhớ Phùng Ngũ Đạo không? Không phải là tên tư lệnh một mình chủ động đầu hàng sao? Khi hắn quy hàng, từng nhắc đến một chuyện. Tôi lập tức tìm ghi chép đối thoại. Không cần. Tất cả đã nằm trong não của tôi. Lúc đó hắn có nói, đội ngũ chế tạo vũ khí mà lão Tưởng tín nhiệm nhất sau cuộc chiến ở Thượng Hải đã bỏ lại một lô lớn trang bị vũ khí thể tháo thoát kịp thời. Lập tức dẫn ba phạm nhân ở bên trái qua đây. Tôi cần đích thân thẩm tra. Rõ. Còn nữa, mấy quan quân theo Tưởng đang bị bắt giữ, lập tức áp giải từ Nam Kinh về đây. Từ bây giờ trở đi, tôi phải dồn toàn lực điều tra tung tích của lô thiết bị này. Rõ. Nói. Có nói không? Nói nhanh lên. Mau nói. Tiếp tục tìm kiếm, điều tra theo dữ liệu được cung cấp. Rõ, đi theo tôi. Đuổi theo cho tôi. Đứng yên, đứng yên. Liêu A Toàn, chúng ta có thể nói chuyện chứ? Đứng dậy, đi. A Bưu, đám người này do Liêu A Toàn công khai. Cao chủ nhiệm chỉ thị không được bỏ qua ai. Lên xe, nhanh lên, đi. Lên xe.
Nhanh lên, đứng im. Liêu A Toàn, lần này biểu hiện của cậu không tồi. Tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cậu đâu. Cảm ơn chủ nhiệm Cao, cảm ơn anh. Trong tài liệu mà cậu đưa ra, tối hôm vận chuyển vũ khí, trong đó có hai tên cầm đầu. Đúng vậy, nhưng tôi thực sự không biết họ là ai. Chỉ nghe thấy tài xế gọi là Lão Từ, Lão Đổng. Trông như thế nào? Lão Từ đội mũ dành trọng, trời tối không nhìn rõ tướng mạo. Lão Đổng cao trung bình, có râu. Tìm cho tôi. Rõ. Mấy hôm nay gọi điện đến nhà Như Ca, không có một ai nghe máy. Không biết vợ cô ấy ra sao rồi. Chị à, chị đã thức trắng mấy hôm rồi, ăn chút gì đi. Thiếu tá Cận vừa được cứu sống, Kitano đã đến khuyên quy hàng. Chị lo lắng anh ấy tức giận Kitano nên không dám rời đi nửa bước. Vậy thiếu tá Cận bây giờ thái độ thế nào? Đương nhiên là anh ấy sẽ không đồng ý. Dựa vào những gì chị hiểu biết về anh ấy, cho dù là ép buộc bằng thế lực hay mê hoặc bằng lợi ích, anh ấy cũng sẽ không lay động. Đàn ông như thiếu tá Cận mới là anh hùng thật sự, không giống cái tên Phương Nguyên kia. Hai người mới không gặp nhau bao lâu, anh ta đã cùng con gái của tên Hán Giang. Chị à, có phải chị vẫn chưa buông bỏ được Phương Nguyên? Đã bao lâu hai người chưa liên lạc rồi? Đã gặp chưa? Không phải em bảo chị đến đây nghỉ ngơi sao? Em có thể đừng hỏi chị chuyện này được không? Em thấy chị cứ như vậy mãi, em có thể thấy chị đau lòng như thế nào? Hay là như vậy, nếu gặp mặt khiến chị ngại ngùng thì cứ gọi điện nói rõ chuyện này, như vậy mới có thể giải quyết dứt khoát được. Chị không gọi. Chị không gọi, em gọi. Đường dây bận, đợi lát nữa rồi gọi. Có thể Như Ngọc sẽ biết tình hình của cô ấy. Xảy ra chuyện rồi, cậu gọi lập tức đến chỗ bác sĩ Tư. Quá. Tắt máy rồi.